dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình coi nhau như bạn, chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn. Chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên chạm, ném hết đi những ưu phiền kém qua. Hey, 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 hey. Bỏ lại ngày thật phiền đằng sau đi, xem đời làm sao. Đi, xem đời làm sao. Từ một lần giữa vòng vai nhau, xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Đặt một lần chọn vẹn niềm tin đi, xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Xem đời làm sao. Ước mơ chung đi tan cho ta. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Cả nhà ơi, clip mới up được hơn một ngày mà tận 5 triệu view liền, khủng chưa? Anh nghĩ sau ngày hôm nay chú sẽ phải cắt tóc mỏi tay đấy. Thì đến ít nữa em cũng phải thuê thêm thợ phụ chứ anh. À, lướt xuống đọc comment xem nào. Để em đọc cho, để em đọc cho. Ôi đại ca ơi, nhiều comment khen cực. Tuyệt vời. Nhưng mà toàn comment khen cho nhóm nhảy thôi. Còn mọi người chê cắt tóc dị. Đọc tiếp xem nào. Còn comment có nói là... Là gì ông cũng đọc đi xem nào. Là sẽ không bao giờ đến quán cắt tóc nữa. Rồi ôi, thế thì em hết đường sống rồi anh ạ. Thôi, em đi nhảy cầu tiếp đây. Thế anh chị không ai ngăn cản em nhảy à? Không. Thế thôi, em lại không nhảy nữa. Mọi người nghĩ cách gì giúp em đi chứ. Ngày trước, lúc mới ra Hà Nội để lập nghiệp, em đã bảo với bố mẹ là sẽ lập nghiệp bằng nghề cắt tóc. Nhưng bây giờ em mà phải đóng cửa bỏ về thì thật là chả còn mặt mũi nào để mà nhìn bố mẹ nữa cả. Việc này tất cả lỗi của cậu Dũng. Đúng rồi. Đang yên đang lành lại cạo chọc đầu người ta. Tí nữa thì người ta đánh trò đấy. Ai là người chỉ cho cậu cắt tóc kiểu như thế hả? Chính nó. Thì cái mặt thằng béo ấy thì phải cắt đầu chọc mới hợp với anh. Nhưng mà cậu đã hỏi ý kiến của người ta chưa? Em mà chưa. Này, từ xưa đến nay cậu cắt tóc ấy, có hỏi ý kiến của người khác không đấy? Em không. Này, cậu làm ăn thế này thì còn ai dám giao đầu cho cậu cắt nữa hả? Thế anh chị bảo bây giờ em phải làm như thế nào ạ? Phải thay đổi. Cậu cắt tóc phải dựa vào thẩm mỹ của khách, của số đông. Chứ làm sao dựa vào cái thẩm mỹ dị biệt của cậu được? Được rồi, em sẽ thay đổi style cắt tóc của mình. Nhưng mà anh chị vẫn phải hứa là giúp em đấy nhá. Được rồi. Hợp đồng đã ký là 20 triệu. Nhưng mà cái vụ quay clip hôm qua em tính sơ sơ hết có tầm độ khoảng 7 triệu thôi. Mà anh chị nhớ phải giúp em ấy nhá. Nếu mà anh chị mà không giúp em ấy thì em sẽ không thanh toán đồng nào hết. Này này, cậu định dở mặt với bọn này đấy à? Không phải. Trong hợp đồng đã ghi rõ bên anh sẽ làm cho bên em nhiều người biết đến và nhiều người đến cắt tóc. Thế mà bây giờ đã có khách nào đến đâu. Thôi nghe cậu nói mà đau hết cả đầu. Thôi được rồi, bọn anh sẽ nghĩ cách giúp cho cậu. Bây giờ thì cậu về đi. Anh chị phải nhớ giúp em đấy nhá. Rồi. Nếu không á, ngày nào em cũng đến công ty của anh chị đấy. Rồi. Về đi. Thế em về đây. Ôi giời, nhức hết cả đầu. Nói thật là anh chả muốn làm tiếp cái job này một tí nào. Nhưng mà mình đã bỏ tiền thuê nhóm nhảy, rồi cả máy quay, máy kiếc nữa. Bây giờ nhất định phải làm để thu về 20 củ. Mọi người nghĩ cách đi. Có cách, có cách. Cách gì? Chúng ta sẽ dùng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế? Chính xác. Nói cho cùng ý, thì Thảo Mai với cả Yến Chi cũng có một tí gọi là nhan sắc quen. Ở đấy là cửa hàng cắt tóc nam. Cho nên chỉ cần Thảo Mai cả Yến Chi ăn mặc sexy một tí đứng ở cửa, em chắc chắn rằng các thanh niên trổ tre sẽ bơi vào như là cá gặp nước luôn. Thì hai cô thế nào? Thôi được rồi, vì công ty em sẽ xả thân cứu nước. Tốt,
Anh rất là ghi nhận tinh thần xả nước của hai cô. Bây giờ mới có 9 giờ thôi, hắn còn sớm. Chúng ta sẽ triển khai luôn. Hai cô về thay bộ đồ thật sexy rồi đến salon của Tuấn luôn nhá. Ờ, ok. Thì tức là triển luôn hả đại ca? Triển luôn nhanh. Đừng để những giây phút bên bạn bè bị căng thẳng mệt mỏi. Đã có trà xanh không độ, được làm từ những lá trà xanh Thái Nguyên, giữ nguyên tinh chất EGCG cùng vị chanh thanh mát, giúp bạn thật sự sảng khoái, dâng trào cảm hứng sáng tạo. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Được. Nghe anh đây này, hễ thấy bất kỳ một chàng trai nào đi qua đây, các em phải dở đủ mọi chiêu trò để lôi kéo hắn vào cắt tóc, rõ chưa? Anh yên tâm, trèo kéo là nghề của em. Với những con người mà sắc đẹp và kiểu chim sa cá lặn như bọn em ý, mà không dụ được một chàng nào vào cái salon này, bọn em nghỉ việc luôn. Tự tin thế là tốt, anh vào chờ khách nhá. Vâng ạ. Ôi okay. Chị ơi, chứ bình thường mặc quần áo tự nhiên hôm nay bắt em mặc váy này. Chị không quay, lạnh đấy nhở? Hàng mê, hàng mê. Oh, hello, ajinomoto, annyeonghaseyo. Sawasdee. Cảm nói cặp em. Mời anh đến với salon của em. Salon của em là chuyên tỉa lông và nhuộm màu. Salon của em là một trong những hệ thống salon bậc nhất cái Hà Thành này. Anh mà không phải là phí cái đấy ra chứ. Ở đây cắt tóc đẹp lắm rồi em. Phải nói là tiền xuất sắc. Vậy anh cắt xong mình đi đâu làm tí á? Này, làm cái gì mà đánh nhau thế hả? Ôi trời ơi, đại ca. Sảm sỡ em. Sảm sỡ á? Hai cô này ăn mặc mắt mẻ, nhảy ra mời chào tôi. Tôi cứ tưởng là gái. Đúng là tiệm cắt tóc vớ vẩn. Tôi không bao giờ vào cái tiệm cắt tóc này nữa. Ôi trời ơi, đại ca ơi. Còn đâu làm được chính thức của em. Thôi, được rồi. Đừng có bù loa lên nữa. Anh sẽ đền cho hai cô được chưa? Anh nghĩ đền của em mà được à? Nhưng mà anh định cái đền gì? Thế hai cô muốn gì? Ăn. Ăn gì? Tim. Sò lông hải sản. Thôi được rồi, đi ăn. Anh ơi, không làm nữa à? Làm ăn cái gì? Vừa mới đánh nhau xong, đen của sử ấy. Đi ăn đã. Đi ăn thôi. Đen. Tôi không thể nào mà hiểu nổi. Anh chị làm việc kiểu gì nữa? Có mỗi một cái ý tưởng con thôi mà hết deadline này đến deadline nọ. Này nhá, tôi nói luôn này, làm việc được thì làm, không làm thì giải tán đi, bỏ hẳn công ty này đi. Đại ca làm cái gì mà cứ sồn như chó cắn gì? Cái gì ấy? Trồn ạ. Em ơi, em là trưởng phòng tổng hợp, còn đây là về ý tưởng mà anh phải hỏi Nguyên hay là Thảo Mai chứ. Đúng rồi, mà xin lỗi đại ca, em chỉ là con thiết kế thôi, anh đi mà trách trưởng phòng sáng tạo ấy. Thôi. Không phải nói nhiều mà trách nhau nữa. Xong rồi. Cô có cách rồi à? Vâng, có luôn. Trình bày đi. Mọi người còn nhớ cái vụ việc Obama sang Việt Nam chứ? Có. Thế thì em biết chị lấy ý tưởng từ đâu rồi? Chị định lấy ý tưởng từ cái việc Obama đến ăn bún chả. Tự nhiên quán đông khách đúng không? Thông minh quá, ngồi im đi. Sai rồi. Những cái mặt đần như thế chắc là không hiểu gì đúng không? Tóm lại ý cô là gì? Quá. Ý của em là phải có một ngôi sao đang nổi tiếng đến quán của chúng ta cắt tóc. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ live stream, như thế mới hút khách được. Ôi, định mời luôn cả Obama hả? Nhưng mà thuê ngôi sao thì chi phí đắt lắm. No, chúng ta sẽ không tốn bất kỳ một chi phí nào. Bà đùa, làm gì có ai làm không công. Trật tự, im nghe nói. Mọi người có biết cái cậu hoàng tử Sơn Lâm Kenny Chảnh đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội không? Em biết. Ngày nào chả đăng clip với ảnh sốc lên câu like. Hình như hôm trước còn lên một cái status gì mà đủ 100.000 like thì sẽ xuống tóc để bảo vệ loài chó trước mõm là người. Thôi nhưng mà đừng có đùa nhá. Cậu ấy là hơi bị chảnh đấy. Muốn thuê ấy cũng phải mấy chục triệu đấy. Im nghe em trình bày này. Sáng nay em vào Facebook kiểm tra thì cái status mà đủ 100.000 like sẽ cạo tóc để bảo vệ loài chó trước mõm là người của hắn ấy, nó chỉ mới cán mốc 90.000 thôi, còn thiếu 10.000 nữa. Bây giờ việc của đại ca là đưa mật khẩu Facebook của fanpage 5 Plus cho ông Dũng. Việc của ông phải làm thế nào để có thể kéo đủ thêm 10.000 like nữa. Ngày mai em sẽ mời hắn đi cà phê. Ừ.
quá hoàn hảo, không hổ danh là trưởng phòng sáng tạo. À, anh khen em ý thì cũng giống như khen biển nhiều nước. Để kết thúc sớm ngay cái công việc mà chuối cả nải thế này, anh đề nghị chúng ta triển khai kế hoạch luôn đi. Nhanh. Ok. Nhanh. Chào anh. Chào em. Em là Thảo Mai, trưởng phòng sáng tạo bên công ty quảng cáo truyền thông 5plus. À, thưa anh là TVC mà bọn em đang làm là một TVC rất là hoành tráng. Nếu mà anh góp mặt vào cái TVC của chúng em ý, đảm bảo anh sẽ cảm nhận được sự chất lượng hoàn hảo của nó. Anh nói em nghe này. Dạ. Bên em mời anh ý là bên em có tầm nhìn xa trông rộng đấy. Anh bây giờ đang hot lắm. Em biết mà. Cũng như trao đổi qua điện thoại với em ý, mức cát xê 25 triệu ý, nghe thì có vẻ cao. Nhưng mà em yên tâm, anh mà đã tham gia đóng quảng cáo ấy thì sản phẩm bên em sẽ bán chạy vèo vèo. Hợp đồng của em đâu? Em mang lên anh em mình ký luôn. Anh không có nhiều thời gian ngồi đây đâu. Vâng. Anh ơi, em thật sự rất là cảm ơn vì anh đã bớt chút thời gian nhỏ nhoi ít ỏi đến đây để gặp em. Em cảm động lắm. Nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ, không biết là anh có muốn nghe không ạ? Em cứ nói. Bọn em chỉ có thể trả được 1/10 mức cát xê mà anh đưa ra. Cái gì? Có đùa tôi đấy à? 1/10 thì làm việc làm sao được? Tức là không làm việc được ạ? À? Chắc chắn là không. Thật là đáng tiếc quá. Chúng ta không thể hợp tác được cùng với nhau rồi. Anh ơi, anh cho em bắt tay anh lại nhá. Thôi. Tại sao không nói qua điện thoại luôn? Anh gọi tôi đến đây làm gì? Mất thời gian, mới sáng ngủ một ra. Ôi, anh đừng có cáu em thợ. Ôi, thế anh đã mất công đến đây rồi thì em sẽ gọi cho anh một chiếc taxi để tiễn Vong nhá. À, để tiễn anh nhá. Rồi ơi. Anh muốn đi đâu ạ? Ai là lái taxi mà tóc tai chơi bời quá nhở? Cho anh về phố cổ đi. Vâng. Xe cộ chán quá. Hở ra một tí là chập chiang ngay. Này, tại sao lại dừng lại ở đây đấy à? Anh thông cảm, xe đang hỏng. Hay anh bắt xe khác hộ em được không? Xe gì mà vừa đi đã hỏng rồi. Thôi anh thông cảm hộ em với. Của anh 100.000 ạ. Đi đứng kiểu này tôi không trả tiền đâu nhá. Mới mùng 1 ra lằng nhằng. Này anh ơi. Khiếp. Cái thằng này chắc thật đấy. Cứ tưởng ăn được của nó 100.000 rồi. Ui giời ơi, mới sang một ra đã. Ui anh ơi. Ủa, anh có phải là anh Kenny Chảy không ạ? Đúng rồi. Ui trời ơi, anh ơi, anh không biết đâu. Em là fan hâm mộ số 1 của anh ấy. Thế à? Sao anh lại đi bộ này? Đi đâu? Lên xe em chở, em không lấy tiền đâu. Thế cậu là xe ôm à? Vâng. Xe ôm gì mà xe xịn ấy. Xe em vừa lấy biển, hôm nay lại là ngày mùng 1. Ui, anh lại là khách hàng đầu tiên của em nữa. Anh xem nào, đi giúp em với. Thôi được rồi, nể cậu lắm ấy nhá. Chứ bình thường là anh chỉ đi 4 bánh thôi. Quý hóa quá, em mời anh lên xe à? Đi lên anh ơi. Đi luôn. Anh ơi, đội mũ à. Đúng luật giao thông. Vâng ạ. Bao nhiêu like rồi, bao nhiêu? Ui, ít quá. Ui, chứ rồi. Ui, chứ không như vậy. Alo. Anh ơi, tình hình nào rồi? Đã hết like em ơi, còn thiếu tận 5.000 like nữa cơ. Ôi trời ơi, thế thì phải làm nào? Anh phải cố đi chứ. Cố như nào bây giờ em? À mà này, thế bảo, cố nào thì cố, nhưng mà đừng quên xem cho em cái ơ cao. Em cắm ở trong máy sáng nay auto, không biết là ra mình đi sợ chưa? Hả? Rồi, mày đi là máy nào? Thì sáng máy mất mạng, đang cắm máy đại ca ấy. Máy đại ca ok. Ủa, mà máy đại ca là máy nào hả em? Ôi trời ơi, phải kiểm tra chứ. Thôi em ơi, anh không biết được đâu, đang bật hack like thế nhá. Ủa, không được. Cứ như thế này thì đến bao giờ? Okay. Ôi. Không ổn rồi. Làm như này thì đến bao giờ xong đây? Google. Làm thế nào để hack like mà không bị nhục mặt với cư dân mạng? Không gian rồi. Ôi. Tiếp. Hack like như thế nào bây giờ nhỉ? Trời ơi, không gian luôn. Cái này phải ngắn gọn này, xúc tích.
hack like như thế nào. Trời ơi, một đống luôn rồi. Này, đây rồi. Ok. Nếu sở tha thu này đạt được 6.000 like thì Dũng sẽ tặng cho 10 bạn khán giả may mắn 500k thẻ điện thoại. Đăng luôn. Được chưa? Ôi, 1.000, 2.000, 3. Alo. Em đây, sao đấy? Em ơi, đủ like rồi, thừa hẳn 1.000 cơ, em chuyển luôn đi. Ok. Tháo ngay cái sở tha thù, không cộng đồng mạng truy lùng mình mất. Enter. Ôi. Anh ơi, em xin lỗi chứ anh không phải đẩy ở đâu. Em tự đẩy một tí bên kia là có hàng sửa xe rồi. Với cả là chắc là anh tìm xe khác đi. À hoặc không tìm được ấy, thì em sẽ sửa xong xe rồi quay lại đây đón anh. Anh nhá. Em xin lỗi. Kìa, mới mùng 1 ra đấy, hết xe này đến xe khác rồi. Anh cho em hỏi là anh có vậy cái thì chảnh không anh? Đúng rồi. Ui, thật vinh dự cho cuộc đời em quá khi hôm nay được gặp anh ở đây. Anh ơi, phải nói là em hâm mộ anh dã man luôn ý. Anh có một cái sở tha thu gì mà xuống tóc mà bây giờ hơn 100.000 like rồi anh ạ. Thế á? Vâng. Để anh xem nào. Anh kiểm tra đi. Ôi, chuẩn rồi. Ui, chuẩn luôn. 101 rồi này. 101 luôn. Này anh ơi, chứ em nói thật chứ, anh ghi là Việt Nam nói là làm. Lần này mà anh không xuống tóc thật ý, cả Việt Nam này nó khinh anh luôn ý. Phải xuống tóc chứ. Đúng rồi. Xuống tóc luôn. Vâng. À đấy, từ, để anh live stream phát. À, anh ơi, giới thiệu với anh đây là hiệu tóc của ông anh trai em. Anh livestream xong là anh cứ bước vào đây nhà em cắt cho anh miễn phí. Vâng. Ok luôn. Anh livestream nhá. Vâng. Kìa, bắt đầu rồi. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Kenny Chảnh. Hôm nay mình thực hiện đúng lời hứa như là hứa với bản dân thiên hạ. Đấy. Cái status cắt tóc của mình thực hiện đủ 100.000 like. Mình sẽ làm đúng cái livestream bảo vệ loài chó trước mõm loài người. Đấy. Chuyển luôn. Em. Vâng, cầm vâng. Cái điện thoại. Vâng. Quay thật nét vào nhá. Quay anh. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì hot boy Kenny Chảnh chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện quá trình xuống tóc. Em mời anh. Nhanh lên anh okay, ơi. Ok. Vâng. Đấy, anh bước vào. Đẹp quá. Yeah. Thành công rồi. Cuối cùng cái job vừa nhỏ là còn vừa khoai sắn này cũng xong các em ạ. Ý tưởng của trưởng phòng Thảo Mai đó, em có được phần thưởng gì không ạ? Đương nhiên là có rồi. Ca ơi, tí nữa anh nhớ trả em 2 lít nữa, hôm qua thuê đạo cụ chát quá. Ok. Dũng làm gì đấy? Em đang xem live stream trong kia. Ôi, tim thả tung trời đại ca ơi. Đại ca, 40 mấy nghìn lượt view ấy. Ôi, địa chỉ ở đâu, ui, nhiều người hỏi quá. Thế là chúng ta thành công rồi. Đi thôi, đừng làm gì nữa. Cảm ơn anh chị nhá. Nhờ có anh chị mà quán em đông khách hẳn đấy. Thôi chú không phải khách sáo. Bây giờ chúng ta cứ vào vấn đề chính đi. Dạ. Tức là vấn đề thanh toán. Dạ em đến để thưa với anh chị chuyện này ạ. Chả là hôm qua mẹ em có ở quê gọi điện lên. Dạo này bà ốm lắm. Cho nên là em đã gom hết tiền gửi về cho bà rồi ạ. À thế này anh chị ạ. Thay vì việc trả tiền anh chị thì em sẽ tặng anh chị mỗi người một thẻ cắt tóc gội đầu massage miễn phí trọn đời. Miễn phí trọn đời à? Anh thấy cũng ổn đấy. Một tháng phải cắt một lần là 100.000, suy ra một năm sẽ mất 1.2 triệu, 10 năm là 12 triệu rồi. Nhưng mà nếu mà nhuộm tóc nữa được không? Dạ được ạ. Anh đồng ý. Em thấy cũng ok. Em cũng ok luôn. Dù sao chúng ta cũng đã cứu được một mạng người. Giá này em thấy cũng được đấy. Không được. Đây là tiệm cắt tóc nam. Chả nhẽ tôi với cả Yến Chi chịu thiệt à? Hai bà không cắt tóc thì nhuộm tóc hay là gội đầu cũng được. Không được. Em chả thích. Nói chung là không thỏa đáng.
thì hai chị em bà chịu thiệt tí đi, coi như là mấy hôm vừa rồi mình đi làm từ thiện. Nhưng mà có dai đẹp không? Có đây. Có dai đẹp 6 múi không? Cũng có luôn. Anh em mình đi. Thì cứ tóc biệt đi thôi. Em rất là yêu em. Anh với anh phải tóc đỏ nó đỏ. Ôi em màu rêu anh ạ, màu đang hấp. Mọi ngày thực hiện đậm sâu đi xem đời làm sao. Trong ta niềm tin đi xem đời làm sao. Ước mơ chung đi tâm cho ta xem ta thế nào. Thực sự là thế nào. Ước mơ chung đi tâm cho ta xem ta thế nào. Thực sự là thế nào.